Chào các bạn, tiếp theo chúng ta học về hệ thống protein bột mì. Bột mì thì nó là một cái nguyên liệu chúng thấy là được ứng dụng trong rất nhiều các loại sản phẩm như là bánh mì, bún đông lan, sandwich, rồi pizza, bánh bích quy, bơ bơ. Thì chúng thấy là nó là ứng dụng rất là đa dạng. Thì bột mì nó có, trước tiên chúng ta nói về cái thành phần của nó, thành phần của các loại ngũ cốc nói chung và thành phần của các loại như là hạt lương thực, hạt họ đậu hay là một số cái loại khác, thì nó thấy là hàm lượng glucid, hàm lượng protein khá càng là cao, đặc biệt là trong các loại hạt lương thực, protein nó chiếm dao động trong khoảng 10%, đó là từ 7 cho đến 18%, trong khi các loại họ đậu thì chúng ta thấy là nó lại hàm lượng protein rất là cao, đặc biệt như là đậu nành chẳng hạn, nó lên tới là 35 cho đến 50%. Còn cái hạt lương thực thì chủ yếu là cung cấp năng lượng, cung cấp năng lượng, thành ra là nó cái hàm lượng glucid hòa tan, có nghĩa là ám chỉ là cái tinh bột á, là hàm lượng rất là cao, lên tới 60-70%, ví dụ như đối với lúa mì thì nó là 60 đến 69%, trong khi các loại họ đậu thì tùy theo loại đậu ha, đậu trắng, đậu Hà Lan gì đó thì hàm lượng tinh bột nó cũng có thể cao, nhưng mà đậu nành chẳng hạn là cây họ đậu đặc trưng thì nó lại là chủ yếu là cung cấp protein, trong khi là glucid của nó thì rất là thấp. Ngoài ra thì nó cũng có những cái thành phần như là chất béo, nhất là những cái loại cây họ đậu hoặc là hạt cô tông, hướng dương thì nó lại có hàm lượng chất béo cũng khá là cao. Còn chất béo ở lúa mì, các loại hạt lương thực thì nhìn chung là tương đối thấp thôi. Bên cạnh đó thì cũng có chất xơ, chất khoáng như là hàm lượng ẩm, hàm lượng nước trong cái thành phần của ngũ cốc. Đây chúng ta quan tâm đến lúa mì, quan tâm đến bột mì thì bột mì nó được xuất phát từ cái nguyên liệu là lúa mì, trong quá trình chế biến nó sẽ tạo ra bột mì, chúng ta nghiền ra, chúng ta loại bỏ những cái thành phần tạp chất đi. Tùy theo chúng ta có cái lúa mì trắng hay lúa mì đen thì chúng ta sẽ có sản phẩm tương ứng, đó là bột mì trắng, bột mì đen. Trong lúa mì thì cũng có loại cứng, loại mềm. Rồi trong quá trình chế biến thì chúng ta sẽ nghiền ra và chúng ta sẽ sàng loại bỏ những cái tạp chất như là cái vỏ trấu chẳng hạn. Tuy nhiên có hai cái phương pháp nghiền, đó là nghiền phân loại, thì chúng ta sẽ tách ra từng cái hạng khác nhau, từ hạng thấp đó là hạng 2, hạng 1 cho đến loại cao nhất là hạng hảo hạng. Thì khi đó chúng ta sẽ thu được một cái hiệu suất nghiền. Hiệu suất nghiền là gì? Đó là cái phần mà chúng ta thu được so với cái tổng ban đầu. Đó. Thì hiệu suất nghiền ở đây nó chỉ dao động trong cái khoảng từ 70 đến 80% đối với cái việc chúng ta nghiền phân loại. Trong khi chúng ta nghiền lẫn thì chúng ta lấy toàn bộ, gần như là toàn bộ cái thành phần bột mì, chúng ta chỉ bỏ đi những cái như vỏ trấu thôi. Do đó là hiệu suất nghiền của nó rất là cao, lên tới là 95 cho đến là 98%, cái lượng bỏ đi rất là ít. Và nghiền phân loại cũng tùy theo ha, chúng ta nghiền phân loại thì chúng ta thông thường, như tôi nghiền nghiền mà chúng ta chỉ bỏ đi một cái lượng vừa phải thôi, chúng ta giữ lại cái gần như là toàn bộ cái hạt nội nhũ bên trong, chỉ bỏ cái lớp cám thôi thì chúng ta có được cái hạng hai. Tuy nhiên nó vẫn còn lẫn một phần của cái lớp cám bên ngoài, cái phần lớp cám nó có những cái thành phần như là chất béo, các thành phần như là vitamin, chất khoáng, thì nói chung là về mặt dinh dưỡng thì nó cũng tốt thôi. Mong như chúng ta nói ăn gạo lứt thì tốt hơn ăn gạo trắng, nhưng mà thực ra thì nó lại tiềm ẩn những cái nguy cơ ha, về mặt cảm quan thì nó lại không được đẹp lắm, ví dụ như là nó lẫn những cái màu sắc từ cái vỏ bên ngoài vào. Cái lớp cám nó lẫn màu sắc vào thì cái bột mì nó sẽ trong, nó sẽ đen hơn, và đồng thời nó đưa vào trong những thành phần chất khoáng, vitamin hay là những cái thành phần như là lipid, chất béo, thì nó lại tăng cái những cái nguy cơ về ôi hóa cái bột đó, chúng ta sẽ bảo quản không được lâu, nó dễ bị ôi dầu, nó dễ bị mốc, bị mọt vân vân. Đó là do đó là nó được xếp vào cái hạng hai là vậy. Chúng ta đừng tưởng nó dinh dưỡng, về dinh dưỡng nó nhiều dinh dưỡng nhưng mà chưa chắc nó đã là để hạng cao, đúng không? Và tương ứng như vậy thì cái hạng càng thấp thì cái hiệu suất nó sẽ càng càng cao. Chúng ta lấy cái nguyên cả một cái hạt luôn, còn chúng ta bỏ cái phần bên ngoài đi, chúng ta lấy vào bên trong, chúng ta lấy vào bên trong thì càng lấy vào sâu vào trong lõi thì cái bột mì chúng ta nó sẽ càng trắng,
nhưng mà cái hàm lượng các chất khoáng, các chất vitamin gì đó là nó sẽ bỏ đi, hàm lượng chất béo nó cũng sẽ bỏ đi à. Thì khi đó là cái hiệu suất nghiền của chúng ta nó sẽ càng thấp, có nghĩa là cái 85 này nó sẽ tương ứng với cái hạng hai này nè à. Còn cái 70 này nè nó tương ứng với cái hảo hạng à. Rồi, như vậy thì cái tóm lại là cái thành phần hóa học của bột mì nó sẽ phụ thuộc vào, thứ nhất là cái loại lúa mì chúng ta là lúa mì trắng, lúa mì đen hay là những cái lúa mì ở những cái vùng tròn khác nhau đúng không à, những cái vụ thu hoạch khác nhau. Rồi hạn bột à, những hình ở đây chúng ta xem xét về hạn bột thì chúng ta thấy là cái hạn càng cao thì hàm lượng tinh bột nó sẽ càng cao à, chúng ta sẽ lấy được nhiều tinh bột hơn à, trắng hơn. Nhưng mà cái hàm lượng protein nó sẽ càng càng thấp nó hàm lượng chất béo như nãy chúng ta cũng phân tích là hạn càng cao thì cái hàm lượng chất béo càng ít đi, hàm lượng các cái chất như là cellulose là chất xơ, rồi chất tro là những cái thành phần khoáng là nó cũng ít hơn à. Như vậy thì cái thượng hạn này là chủ yếu là chúng ta muốn thu cái tinh bột nhiều, nó trắng hơn và nó cung cấp nhiều năng lượng hơn. À, còn cái nhưng mà về mặt và protein và chất béo hay là gì đó thì những cái chất dinh dưỡng này nó sẽ giảm hơn nhiều đi nhiều à. Tương tự như vậy cái bột mì đen thì chúng ta có hai hạng, đó là hạng A và hạng B, thì chúng ta cũng thấy nó cũng có cái sự tương đồng không, ví dụ như hạng càng cao là hạng A thì tinh bột nhiều nhưng mà protein ít à, hạng thấp thì tinh bột thì ít nhưng mà protein nhiều và những cái thành phần các chất khác nó cũng nhiều hơn à. Đó, thì chúng ta ngoài ra chúng ta có cái sự so sánh với lại gạo tẻ, gạo nếp, ngô, khoai sắn thì nó cũng có những cái sự khác biệt à, về cái thành phần protein khác nhau, rồi hàm lượng glucid vân vân. Ở đây chúng ta quan tâm nhiều đến cái hàm lượng protein à, protein thì chúng ta có là bốn cái nhóm protein đơn giản à, trong cái hàng ngũ cốc khá quen thuộc rồi đúng không, ví dụ như đó là ô albumin tan trong nước, lubidin thì tan trong dung dịch muối loãng ha. Chúng ta hòa tan trong nước nguyên chất thì nó không tan được, nhưng mà chúng ta bỏ thêm một số muối vào thì nó tăng cái độ phân cực là được ion lên thì nó sẽ tan à. Rồi rolamin đó là nó lại cũng không tan trong nước mà nó tan trong những cái dung dịch có cái độ phân cực trung bình như là ethanol 70%. Lutein thì lại chúng ta phải đổi pH, chúng ta không dùng pH trung tính được mà chúng ta phải cho pH kiềm hoặc là pH axit loãng thì chúng ta phải hòa tan được à. Thì đây là bốn nhóm protein à, còn cụ thể cái protein trong từng loại sản phẩm khác nhau, ví dụ như trong lúa mì là hôm bữa chúng ta có học về trứng rồi đúng không, thì chúng ta có là trong lòng trắng trứng thì có albumin, nhưng mà albumin nó cũng có hai loại đó là ovalbumin hoặc là colalbumin chẳng hạn à. À, thì cái này là cái nhóm protein, còn cái tên cụ thể của từng loại protein thì nó lại khác nhau trong từng loại sản phẩm à, thậm chí là có những cái loại nó có tới hai loại protein cũng cùng một nhóm như như trứng chúng ta có học à. Thì đây cũng vậy à, trong lúa mì thì chúng ta có là leucoxin là đặc trưng cho cái nhóm albumin này không à. Edetin là cái rolin, riadin là rolamin và cái lutenin mà là cái lutenin, cái này tên nó cũng gần gần giống nhau, đó cái chữ N với chữ L à, chữ L. Rồi đó, ngoài ra thì chúng ta thấy là trong cái thành phần những cái hạt khác thì cái hàm lượng rolamin với lutenin là nó cũng khá là đầy đủ à, nổi tiếng như là cái hotdiin trong đại mạch rồi zein trong bắp chẳng hạn. Vậy thì chúng ta xét là thành phần chung của các cái nhóm protein này thì như nãy chúng ta cũng nói là nó có bốn nhóm protein, đó là albumin, lobulin, rolamin và lutenin. Nhưng mà chúng ta để ý một cái vấn đề là những cái protein mà hòa tan tốt trong nước trong dung dịch muối loãng đó, thì thường là nó đi vào trong nước à, và nó ít nằm trong cái hạt lúa mì nhiều hơn à, thành ra là chúng ta thấy là à, cái hàm lượng của hai cái nhóm này nó thấp ừ. Trong khi những cái protein mà ít tan trong nước như là rolamin hay lutenin thì nó lại chiếm đa số đúng không? Trong cái hạt là ngũ cốc.
À, đặc biệt đó là trong lúa mì, nếu chúng ta quan tâm đến lúa mì thì đó là rutubin nó chiếm khoảng 40%, rutinin là 46% chẳng hạn. Thì ở đây cũng có một cái vấn đề, đó là chúng ta thấy là đặc biệt là cái gạo là hàm lượng rutubin nó thấp thôi. Do đó tại sao mà cũng đây là một vấn đề mà tại sao mà chúng ta thấy rất nhiều cái loại sản phẩm chúng ta lấy lúa mì chúng ta làm mà bánh mì làm bánh bông lan lum hết. Lúa mì là chúng ta phải nhập từ nước ngoài, trong khi chúng ta là một nước sản xuất lúa gạo mà chúng ta hay ít có những cái sản phẩm làm bánh từ gạo nhiều. Thì nó cũng bị hạn chế là do cái tính chất này, do cái hàm lượng protein trong gạo nó bị có cái sự chênh lệch này. Nó không có nhiều cái đồ lamin. Rồi như nãy chúng ta đã phân tích thì bột mì nó có bốn loại, bốn nhóm protein tương ứng với bốn cái tên protein cụ thể trong cái lúa mì. Đặc biệt là chúng ta có hai cái hàm lượng đó là riadin và lutenin, là hai cái thành phần mà chiếm nhiều nhất trong bột mì. Và hai cái thành phần này khi nó kết hợp với nhau, ví dụ như là riadin thì nó là những cái hạt dạng cầu, nhưng mà nó kích thước nó nhỏ thôi, nhưng mà nó lại có một cái đặc tính đó là nó kết là thành chuỗi liên kết với nhau, thành chuỗi dài ha. Rồi lutenin cũng vậy, nó là cái những cái tinh bột mà những cái protein mà nó có cái kích thước khá là lớn, kéo thành những cái sợi dài. Do đó là hai cái protein này nói chung là nó rất ít tan trong cái nước. Khi chúng ta nhào trộn bột với nước thì hai cái thành phần mà protein này nó lại không tan vào trong nước, nhưng mà nó lại có cái khả năng hút nước, nó giữ nước bên trong, nó tạo nên cái cấu trúc của cái khối bột nhào. Do đó là hai cái này người ta gom chung lại, người ta gọi nó là một cái gluten, là khi nó tạo một cái khung mạng gluten. Bình thường thì nó đứng có thể là nó nằm ở những cái vị trí đập đập với nhau, nhưng mà khi cái quá trình chúng ta nhào trộn, trong quá trình làm bánh thì cái công đoạn khá quan trọng là công đoạn nhào trộn. Chúng ta nhào với nước thì nó sẽ bị biến tính, nó có thể làm cho cái thành phần của nó sẽ bị tách ra, đúng không, và nó sẽ trộn lẫn vào nhau. Nó sẽ xếp xen kẽ và nó lại liên kết với nhau, và nó liên kết với nước, nó tạo thành một cái khung mạng, người ta gọi là khung khung gluten. Cái khung gluten này thì nó chứa hai cái, chủ yếu là hai cái protein này, cái tỷ lệ của nó là khoảng là 2/3. Thì nói chung là gluten là ám chỉ hai cái protein chính trong bột mì, đó là riadin và lutenin. Trong đó riadin thì nó gồm có ba loại, riadin đó là alpha, gamma và omega. Còn gluten thì nó bị tách ra làm nhiều, khi mà nó nhào trộn về nó bị phân tán, nó bị bẻ gãy cái cấu trúc, vì nó có thể là phân ra thành nhiều cái tiểu phần, và người ta chia làm hai cái nhóm tiểu phần, đó là nhóm tiểu phần có khối lượng phân tử thấp và nhóm tiểu phần có khối lượng phân tử cao. Chia thành nhiều nhóm tiểu phần thì lát nữa chúng ta sẽ nói sau cái nhóm tiểu phần của nó. Đầu tiên chúng ta xét về riadin. Riadin nó là cái nhóm protein mà là cái loại protein mà nó quyết định đến cái độ co giãn của bột. Độ co giãn nó tạo những cái mối liên kết làm cho là bột nó có thể là nó kéo dài cái khả năng liên kết. Nó có cái tính đa hình, nó liên kết thành chuỗi, và chuỗi của nó thì nó sẽ liên kết dạng đơn. Rồi về phân loại thì chúng ta thấy là nó có hai cái loại, đó là alpha, nó có ba loại, đó là alpha, gamma và omega. Trong đó là alpha và gamma thì khối lượng phân tử nó nhỏ hơn so với là cái omega. Rồi alpha và gamma thì nó có khoảng là 30 axit amin giống nhau, và nó có tính chất là ưa béo, có nhiều cái liên kết disulfide rất là bền. Trong khi omega thì nó lại có những cái hàm lượng axit amin như là glutamin hay là proline rất là cao, và nó lại không chứa cái liên kết disulfide như là cái alpha và gamma. Và riadin khi mà chúng ta nhào trộn với nước thì nó sẽ tạo những cái liên kết, mà liên kết chủ yếu của nó ở đây là liên kết hydro,
Dihydrodol này làm cho cái kích thước của cái khuôn mạng gluten chúng ta nó sẽ dai ra, do đó là chúng ta nói là nó quyết định những cái sự co giãn của cái khối bột chúng ta là vậy. Cái protein thứ hai đó là lutein, thuộc cái nhóm lutein. Thì lutein này nó là không quyết định cái sự co giãn mà nó quyết định cái sự đàn hồi. Tại vì nó có những cái sợi dài nó giữ cho cái cấu trúc của cái bột chúng ta nó không bị phá rời. Nó cũng có tính đa hình và nó có nhiều cái liên kết hơn so với lại là dihydrin. Lutein thì nó có những cái liên kết như là ưa béo, liên kết hydro, rồi liên kết disulfide. Và về mặt khối lượng phân tử thì nó lớn hơn nhiều so với lại dihydrin. Và đồng thời là chúng ta khi chúng ta sử dụng nó thì cái quá trình nhào trộn bột chính là cái quá trình chúng ta thúc đẩy phá vỡ cái cấu trúc một phần nào đó, hoặc có cấu trúc của lutein nó bị biến tính ha. Khi nhào bột là chúng ta làm biến tính một phần cái khối bột chúng ta, cái protein lutein nó sẽ bị phá hủy một phần, nó sẽ tạo ra khoảng 25 tiểu đơn vị. Và tiểu đơn vị lúc nãy chúng ta có chia nó làm hai nhóm là số lượng phân tử thấp, số lượng phân tử cao. Nhưng thực chất nó về mặt cấu tạo hóa học thì chúng ta có là tới ba cái tiểu đơn vị khác nhau, đó là A, B và C. Cái A thì nó lại không tan trong cồn, có cái trọng lượng, cái khối lượng phân tử nó thấp thôi, khoảng là từ 1 cho đến 7 nhân 10 mũ 4, chứa nhiều cái axit amin dạng 3, có tính 3. B thì nó lại cũng không tan trong cồn mà có khối lượng phân tử rất là cao, từ 6 cho đến 14 nhân 10 mũ 4, và hàm lượng axit amin chủ yếu của nó là lysine, proline, glutamine. Còn C thì nó lại tan trong cồn, nhưng mà khối lượng phân tử của nó thì thấp thôi, cũng từ 3,5 cho đến 4,5. Như vậy cái A này nè, cái A với cái C này là thuộc cái nhóm tiểu phần mà khối lượng phân tử thấp, còn cái B này là thuộc cái nhóm tiểu phần là khối lượng phân tử cao. Vậy chúng ta nói là chia làm hai á, nhưng mà thực ra đây mà thành phần hóa học thì là chúng ta có ba loại. Cái ba cái ABC này khi mà nó được nhào trộn bột, nó được biến tính ha, thì nó sẽ phá hủy ra, nhưng mà sau đó nó sẽ liên kết lại, nó tạo thành những cái cấu trúc và dạng sợi, và nó hình thành những cái khuôn mạng, cái sợi gluten của chúng ta, tạo nên những cái màng, cái khuôn rất là vững chắc. Tuy là nó bị phá hủy rồi nhưng mà cái cấu trúc của nó vẫn là những cái sợi dài, do đó nó có những cái tính đàn hồi, cái tính cố kết, chịu kéo căng bưng, nó làm cho cái cấu trúc của nó giữ được cái độ đàn hồi của cái bột chúng ta nó không bị phá hủy. Do đó xét về mặt mà giữ được cái cấu trúc của cái khung gluten đó, thì người ta thấy là thực ra cái gluten mới là giữ cấu trúc của cái bột mà chúng ta tốt hơn là so với là cái dihydrin. Rồi về chất lượng gluten thì chúng ta thấy là gluten nó làm cho cái bánh chúng ta nó những có những cái cấu trúc sốt, tạo cảm giác ngon miệng. Như vậy thì tùy theo cái gluten của chúng ta là nó có hàm lượng thành phần dihydrin và cái gluten nó khác nhau. Ví dụ như người ta thấy là nếu mà chúng ta tăng cái hàm lượng dihydrin lên thì đôi khi nó phá cái cấu trúc của gluten đi. Về số lượng thì thật ra nhiều gluten hay ít gluten thì nó lại không ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng lắm, mà nó lại là ảnh hưởng đến cái độ ẩm của nhà. Tuy nhiên thì đa số các loại bột thì thông thường là hàm lượng gluten nhiều thì protein nhiều thì nó lại chất lượng nó không đi kèm. Nhưng mà đôi cũng có những cái trường hợp là số lượng thì nhiều nhưng mà chưa chưa chắc chất lượng nó là tốt. Do đó thì người ta về mặt cơ bản thì người ta nói là số lượng thì nó chỉ có cái ảnh hưởng đến cái độ ẩm của nhà hơn là ảnh hưởng đến chất lượng. Ví dụ như là cái độ ẩm cái gluten mà càng nhiều thì cái khả năng hút nước nó càng cao, để tạo nên cái cấu trúc của nhà. Rồi chất lượng gluten của chúng ta thì người ta có thể là đo nó bằng một cái biểu đồ, một cái giản đồ thông qua một cái máy đo do một cái nhà phát minh, đó là Babender. Babender là
tìm ra cái giảng đồ, cái máy đo bằng cách là chúng ta cho nó nhào trộn. Đây là cái chỗ nhào trộn bột. Cái vị trí này là nhào trộn bột, mà nhào trộn bột và sau đó thông qua một cái motor, đây là cái số 2 này, cái motor này nó quay. Thì nó xoắn lại và nó sẽ truyền lực đến một cái cánh tay đòn ở đây, và nó sẽ truyền lực đến một cái kim đây. Và nó sẽ dao động, cái mô măng xoắn của cái motor này nó được đo bằng cái hệ thống này. Và nó sẽ vẽ một cái biểu đồ trên đây. Vẽ một cái biểu đồ trên đây. Và cái biểu đồ đó là nó là cái hình dạng như thế này. Ví dụ như là cái mô măng xoắn nó tăng dần tăng dần tăng dần tăng dần tới mức nó sẽ già, nó sẽ đi ngang như này, chứng tỏ là cái bột này nó rất là mạnh. Mô măng xoắn nó dao động lên xuống này, nó vẽ hai cái biểu đồ này. Còn nếu mà nó tăng lên mà đến một mức độ nào nó đứt, nó gãy, nó sẽ trượt xuống như thế này, chứng tỏ là bột chúng ta là bột yếu. Đó thì người ta dựa trên cái hệ thống này, người ta đo được cái đưa ra cái dạng đồ này, người ta biết được là chất lượng trên theo cái hình dạng này là bột mạnh, còn theo cái hình dạng này là bột yếu. Thì nếu mà bột mạnh thì sao? Bột mạnh thì chúng ta thấy là gluten nó vẫn chắc, khó kéo căng, nhưng mà nó có cái độ mềm dẻo phù hợp cho các loại bánh, mà cho cái chúng ta muốn có cái độ dai như là bánh mì thông thường cũng đã đúng không? Rồi cái những cái dạng bánh như là bánh bích quy dai, dạng rocker, những cái bánh như bánh pizza chẳng hạn. Còn nếu mà chúng ta làm những cái sản phẩm thông thường, ví dụ như là bánh bông lan mà thông thường các bạn ra siêu thị các bạn mua, thì các bạn mua bột bột mì thì người ta chỉ bán cho các bạn cái bột gọi là all purpose, rồi đa dụng, bột mì đa dụng. Bột mì đó thì tương ứng với lại bột mì gọi là bột số 8, có nghĩa hàm lượng gluten nó khoảng 8%. Thì cái bột mì đó thì nó chỉ phù hợp cho những cái loại bánh bích quy sốt, những cái loại bánh bông lan, cái loại bánh thông thường thôi. Còn cái bánh như bánh mì thì chúng ta phải dùng bột có cái hàm lượng gluten cao, tốt, cao mà phải tốt, mà cao mà kém thì cũng vậy. Thường thông thường là cái bánh, cái bột mì đó là bột mì chuyên dụng, bột mì số 11, hàm lượng gluten nó khoảng 11%. Hàm lượng gluten nó dao động trong 12-13% gì đó, nhưng mà gluten thì kiểu 11% thôi. Thì cái gluten đó, cái bột mì chuyên dụng đó thì chuyên để làm bánh mì. Còn nếu mà chúng ta làm những cái sản phẩm bánh khác như bánh mì ngọt thì chúng ta phải phối hợp giữa bột mì số 11 với bột mì số 8, tùy theo cái độ dai, độ bền vững của các loại bánh khác nhau chúng ta phải chọn. Còn các bạn làm mà mua siêu thị thì chắc chắn là không thể làm được những cái bánh có độ dai gì được. Rồi thì nói chung là đối với thị trường thì bột mì mà có cái hàm lượng protein cao thì gluten nó cũng cao và gluten tốt, và protein thấp thì gluten nó thường yếu, đa số là vậy. Ngoài cái việc chúng ta dùng cái giảng đồ như trên thì chúng ta có thể dùng xác định cái lực nở bằng cách là chúng ta theo cái định nghĩa lực nở nó là cái khả năng tạo cái khung gluten, tạo cái khối bột nhào với những cái tính chất xác định. Thì ở đây người ta có thể lấy một cái lượng bột nở bột mì xác định khoảng 250 gram chẳng hạn, và cũng phải xác định về hàm ẩm 15%. Sau đó người ta phối khoảng 50% nước ở đây, ví dụ như là 250 thì đây là 125 ml nước chẳng hạn. Nhưng mà ứng với cái bột mì này thì chúng ta phối nước như này thôi. Còn nếu mà bột mì nó ẩm hơn thì chúng ta phải giảm nước đi. Còn bột mì nó khô hơn thì chúng ta phải tăng nước lên chẳng hạn. Rồi sau đó chúng ta nhào trộn với lại nước, bột với nước nhào trộn với nhau trong khoảng 8 phút. Rồi cán mỏng ra, cắt thành 5 miếng đều nhau, và người ta sẽ đặt lên một cái vị trí như thế này, đúng không? Cái mặt và bề mặt phẳng có một cái lỗ để nó thổi khí qua, và thổi khí thì cái bột nó sẽ phồng ra, nó phồng to ra. Người ta phải đo được cái áp suất của khí này đi vào trong cái bột mì, đo được cái kích thước của cái khối này. Đến một lúc nào đó nó sẽ vỡ. Như vậy thì theo thời gian cái áp suất này nó sẽ tăng dần, áp suất khí nó sẽ tăng dần lên. Đồng thời là cái chiều dài của cái khối bột này nó sẽ dài ra, co giãn ra. Và ứng với cái áp suất cao nhất này
thì chúng ta có một cái chỉ số là P, và ứng cái chiều dài mà nó phát triển lớn nhất thì chúng ta có được cái chiều dài L, đồng thời là ứng với cái chiều dài đó thì chúng ta có được cái thể tích lớn nhất mà nó đạt được, đó là G, cho tính toán theo cái công thức là bằng 2,22 6 nhân cho căn của L. Thì thông thường cái bột mà có cái W mà lớn hơn 250 là cực kỳ dai rồi. Bánh mì thông thường thì chúng ta chỉ dùng cái W nó dao động trong khoảng từ 130 cho đến 180 ha. P, cái tỷ số giữa P với L là khoảng 0,8, và G nó dao động trong khoảng từ 20 cho đến là 23. Đây là cái quy trình chế biến bánh mì. Thì đây chúng ta cũng không có nêu đi sâu lắm mà lắm, chúng ta thấy là đối với bánh mì thì chúng ta phải có nước hay có bột và thêm một cái lượng muối nhất định để cho nó có cái vị ngon, rồi thêm men là nấm men á, là để cung cấp cái khả năng là phân giải đường biến đường thành rượu và tạo thành CO2. Và chúng ta muốn có đường thì đôi khi chúng ta phải bổ sung thêm một cái lượng amila để chúng ta phân hủy cái bột trong trong bánh bột mì để nó tạo ra đường. Ngoài ra chúng ta có những cái phụ gia như là axit ascorbic, có tính khử, rồi lecithin vân vân, độ nhũ hóa vân vân. Rồi đầu tiên là chúng ta cân định lượng, sau đó là nhào bột với nước, nhào trộn những cái thành phần này với nhau, rồi chia bột ra, vo tròn lại và ủ cho nó lên men sơ bộ, rồi sau đó là tạo hình, tạo thành những cái hình dáng, hình thon dài hay là gì đó, thành con cua gì đó tùy theo chúng ta, rồi lên men ổn định, cho nó kết thúc, và sau đó là chúng ta đem đi nướng, để cho chín bột cũng như là ổn định cái cấu trúc, và ra sản phẩm bánh mì. Thì đầu tiên là cái quá trình quan trọng đó là quá trình nhào bột, thì lúc đó là gluten bắt đầu nó sẽ biến đổi về biến tính về cấu trúc, và sau đó là nó sẽ hút nước và nó sẽ trương nở ra, và khối gluten này nó sẽ tạo thành những cái màng làm tăng tính đàn hồi, tạo thành một cái bộ khung xương cho phở bột. Cái giai đoạn lên men thì đường nó sẽ biến thành rượu, thành CO2, thành axit, và cái quan trọng là cái nó biến thành cái CO2. CO2 nó là tạo nên những cái túi khí bên trong lòng của cái gluten. Lúc này gluten nó đóng vai trò như là vừa có cái chức năng là không chỉ dai không, mà nó là cái khả năng nó giữ được cái bọt khí, nó không cho cái bọt khí nó bị bở. Có những cái sản phẩm bánh mà chúng ta thấy là chúng ta nhào quá mạnh, và hàm lượng gluten nó yếu, thì nó sẽ phá vỡ cấu trúc. Thì chúng ta nướng cái bánh lên, ví dụ bánh bông lan chẳng hạn, cái chất lượng gluten nó rất là kém, mà các bạn nhào kỹ quá thì đôi khi là các bạn nướng cái bánh lên, cái bánh nó phồng lên xong nó vỡ, cho nó xẹp xuống, nó chưa kịp ra lò nó là xẹp, đó là do các bạn nhào quá mức. Còn ngược lại đối với cái bánh mì thì chúng ta là phải nhào kỹ. Ngày xưa người ta, những cái ông mà thợ cả, là cái ông chuyên nhào bột mà bánh mì, thì là cái lực tay rất là khỏe. Bây giờ thì người ta không còn dùng tay nữa, người ta dùng máy thì chính thôi. Thì cái thời gian nhào chúng ta phải tính toán. Đối với bánh mì chúng ta dùng những cái sản phẩm gluten tốt thì chúng ta phải nhào nhiều, phải nhào lâu hơn. Còn gluten yếu, chúng ta làm những cái bánh bông lan, bánh gì thì chúng ta nhào ít hơn thôi, chứ không nó phá cấu trúc. Cấu trúc gluten nó giữ được cái khối CO2, cái bọt khí bên trong lòng. Ngoài ra thì các thành phần như là axit trong khối bột nó cũng góp phần tạo cái sự trương nở, góp phần peptide hóa là phân hủy một phần cái cấu trúc của gluten. Cái gluten mà nó cấu trúc protein ban đầu mà chúng ta thấy là nó rất là kích thước phân tử nó rất là lớn, chúng ta cũng phải cắt nó ra một phần chứ không phải là để nguyên như vậy mà đi vào trong khối bột đâu. Rồi đến công đoạn nướng thì chúng ta thấy là nó có cái sự tương tác giữa đường với lại gluten. Gluten lúc này nó không chỉ là tạo cái độ dai, giữ được bọt khí, mà nó còn là cái thành phần cung cấp những cái axit amin kết hợp với đường, tạo ra cái phản ứng nổi tiếng chúng ta cũng khá quen thuộc, đó là melanin, hay còn gọi là phản ứng Mela. Mela là tạo ra những cái chất màu vàng, nâu vàng đặc trưng.
và có những cái hương thơm đặc trưng cho cá bánh mì. À, về mặt ứng dụng thì chúng ta cũng thấy là tùy theo các sản phẩm khác nhau thì chúng ta tùy theo các loại nguyên liệu khác nhau thì chúng ta có nhiều cái loại sản phẩm ngon, bánh mì, bánh bông lan, bông bưng, ngon, bánh bích quy, ngon. Đó là toàn bộ cái nội dung của cái chương này. Thì về câu hỏi ôn tập thì chúng ta có cái câu thứ nhất đó là trình bày phân loại của các protein trong lúa mì. Câu 2 là trình bày tên gọi và chức năng của các protein trong lúa mì. Và thứ ba là trình bày tính chất của các protein trong lúa mì. Thì tiếp theo chúng ta có một cái bài kiểm tra trên phần mềm MS thì bắt buộc tôi sẽ cho sau. Đó là toàn bộ cái nội dung của cái bài giảng hôm nay. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi.